Xin chào anh em. Chuẩn bị bàn giao cho anh khách cái con máy uốn hai đầu để uốn inox Phi 16. Đó thì trước khi bàn giao thì bên em cũng thử máy và quay lại cái video để anh em có dự định đầu tư thì xem tham khảo. Ở đây là cái máy nó sẽ hoạt động không tải này. Đấy, máy này bẻ hai đầu. Máy này thì hiện tại đang có cái chức năng hỗ trợ là bẻ góc lớn thì nó sẽ tự động nó đẩy vào để anh em có thể lấy được phôi. Đó. Đây là cái Phi 16, đó, một lần sẽ uốn hai phi nha anh em nhé. Inox này dày 0.7. Đây là inox đây anh em nhé. Đó. Một lần sẽ uốn được hai phi inox này. Đó. Anh em xem này. Đấy, vết uốn này. Đây. Rất đẹp nhá. Đấy, cái này cái này một lần nó sẽ uốn được hai chiếc. Đấy, chữ U đây anh em xem này. Góc bên này này, đó. Để lên nét này. Rất đẹp này. Đó, cạnh trong. Đó. Thì khi anh em lấy cái máy này thì làm cái độ dày mỏng khác nhau thì sẽ làm cái bộ buli nó sẽ tương tự với cái độ dày và cái sản phẩm uốn đấy. Đó, lấy nốt cái kia. Đây anh em nhé. Đơn giản máy hoạt động như này, hay anh em làm số lượng thì một lần có thể uốn được hai ống và nó sẽ gấp được hai góc luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi.